Tầng 2 tòa này ạ? Em thấy chị dẻo với những cái chỉ. Tầng 2 bên này ạ? Đây nha, tất cả ai có máy điện thoại thông minh nha, bật máy hết lên nha. Vâng, xin chào bà con nhá. Chúng tôi bắt đầu đến trụ sở Ủy ban dân phường Dương Nội đấy ạ. Vâng. Vâng, chúng tôi bắt đầu đến trụ sở ạ. Theo giấy mời làm việc của Ủy ban dân phường. Vâng, để tránh cái tình trạng bị khóa những cái tài khoản cá nhân của tôi nên là tôi like bằng trang fanpage Nông Dân TV. Bà con nào ai theo dõi hôm nay thì nhớ là Bình ơi Bình, Bình đi xuống cái hộc xe Bình lấy cho chị cái tai nghe đây, tại vì đeo khẩu trang nói nó không rõ đâu. Ở cái ngay đầu xe chị để cái tai nghe rồi đấy. Vâng, đây mọi người đang đi cùng với tôi, tất cả anh chị em ở trong đoàn đang đi cùng với tôi lên để tham dự cái buổi làm việc hôm nay ạ. Ai xem hôm nay thì nhớ là chia sẻ giúp tôi cái trang này và mời bạn bè thích trang Nông Dân TV. Vâng, đây là phía An Ninh Quận, lên đi. An Ninh Quận, lên đi. Nam. Tầng 2, giấy mời này là ở tầng 2 này. Vâng, lên đi rồi. Bác vào đây ngồi đồng hành, đồng đi đầu. Trả lên, đây lấy cái tai nghe xong lên. Vâng, các nhân viên an ninh quận đã đi lên cùng. Vâng, mọi người nhớ chia sẻ giúp nha để cho mọi người cái trang này bởi vì là đâu phòng nào nhỉ? Đã nhìn đâu? À đây rồi. Đây là đi đi vào đây tất. Đây anh. Vâng. Vào đây tất cả vào đây. Mình ngồi đây. Bình ngồi sang bên này. Thôi, ngồi đây chờ tí, chưa có chủ tọa. Này chưa có chủ tọa. Đấy rồi. Các bạn nhìn thấy trình độ dân trí chưa? Dân đeo khẩu trang hết nhỉ? Nhìn đã nhận ra giả rồi, còn gì là thật nữa, mới còn bảo là giống.
Muộn mất bao nhiêu phút rồi? Chị Khuê thử bật lên xem nào. 5 phút. 5 phút rồi à? Chưa thấy chủ tọa vào để bắt đầu làm việc nhỉ? À đây, hôm nay lại có cả luật sư Phạm Đức Phúc vào trang này xem. Cảm ơn luật sư. Luật sư bảo thế mà không mời em đi bảo vệ chị. Cảm ơn luật sư Phạm Đức Phúc. Mong có ngày chị em mình gặp mặt nhau nhé. Hết 12 đến 18 tháng 3. Kể cả nghỉ 1 năm. Bỏ 1 năm học lại chúng ta. Thì cả tôi học. Có phải là chết một mình đâu, mang cả mình về người nhà đấy. Bố ạ, cũng đi nhà nó mà. Rồi bố. Và chẳng có rồi, đến lúc bố mẹ vào không đi thì khóc, nó bảo khóc. Cán bộ chuyên buôn chun nhỉ? Thời gian co giãn. Chủ tịch phường buôn chun. Mời chị Tâm sang đến đông thế? À, báo cáo với cả chủ tịch phường Dương Nội là như này. Lý do là hôm nay tôi phải nhờ một số anh chị em đến đến đông là vì hôm trước là vắng quá cho nên là có cái vụ bị đánh. Nên là hôm nay phải nhờ một số người này đến đây để giám sát sẵn, các bác bật sẵn máy quay chế độ video lên hết nhá. Vâng, mọi người chia sẻ giúp nhá. Không phát bằng tài khoản cá nhân, phải phát bằng cái page này đấy. Thôi tôi ngồi chỗ này được. Vâng, báo cáo chủ tịch
Ủy ban dân phường không, cái này nó là không phải là vào cái nội dung cuộc họp. Đây này nha, làm việc là tôi sẽ âm ghi hình rồi và đầy đủ để đảm bảo khách quan, là tránh xuyên tạc. Chị Tâm trình bày gì thì chị Tâm rồi nói phải cho nó rõ ràng, mạch lạc. Rồi, nhất trí. Tí nữa thì để đợi tí. Vâng, bây giờ để trước khi vào cái phần. Vâng, để trước khi vào cái chương trình làm thì, việc chính thức ấy. Vâng, để tôi chưa nói gì mà sao tại sao chủ tịch lại cứ như thế nhỉ? Có ý kiến. Đến phần nào chị phát biểu. Tôi chưa phát biểu. Để chuẩn bị cho cái việc vào cái chương trình làm việc là tôi có ý kiến như thế này. Tôi rất mong muốn buổi làm việc hôm nay được diễn ra một cách khách quan, trung thực và đúng quy định pháp luật. Tất cả đều phải làm việc trên cái tinh thần thượng tôn luật pháp. Và để làm được điều này thì mỗi chúng ta ngồi đây ai cũng cần phải trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về luật pháp. Và để trước khi đi vào chương trình làm việc, tôi xin phép được đi tặng một số cán bộ ở đây và các ban ngành đoàn thể một số sách hiến pháp và luật. Tí có nhu cầu lấy thêm thì lấy thêm, không cần chị phải làm. Có ai nói gì đến khẩu trang đâu. Tôi nói với chị Tâm như này nhá. Tất cả. Không, để tôi đi phát. Cái sách này là chị gửi xuống tủ sách. À không, tôi phát, nếu mà chủ tịch có rồi thì tôi không phát cho chủ tịch. Không, không. Đưa tủ sách của phường làm gì? Sách đấy thì ở đây nó có nhiều hơn chị cả. Vâng, đấy chủ tịch có rồi thì thôi, để tôi đưa phát cho người khác. Bởi vì là đã từng... Không cần cái động tác đấy. Bởi vì tôi đã từng làm việc rất nhiều buổi làm việc như thế này rồi. Và tôi đã là nạn nhân của cái việc mà các vị vô pháp rồi. Đây. Các bác mà có muốn nhận sách hay là không nhận sách thì các bác có quan điểm luôn. Nếu không muốn nhận sách thì thôi. Đây là đồng chí Nam, an ninh quận này. Không có nghĩa là em nó có rồi gì. Có rồi thì cố gắng làm theo đúng luật pháp nhá. Đây một chiến sĩ này nữa, mặc thường phục. Không lấy à? Lý do không lấy. Có rồi à? Đây tặng cho Phương khu vực. Đây không phải là... Không, tôi chưa tặng chủ tịch. Tôi chưa tặng chủ tịch. Ai có nhu cầu? Tôi hỏi từng người, thế tại sao chủ tịch lại đi trả lời hộ người ta nhỉ? Ai không? Anh Phương, anh Phương cảnh sát khu vực có không ạ? Có lấy không ạ? Có rồi nhá, thế cố gắng làm theo luật nhá. Còn cô này mặc thường phục không biết là ai? Không có nhu cầu. Không có nhu cầu sử dụng pháp luật à? Cảm ơn chị. Rồi thế cố gắng là làm theo luật nhá. Và đây anh Phương. Nhưng mà anh có không? À? Ơi, bình tĩnh nhá. Anh có rồi nhá. Ờ thì cố gắng làm theo luật. Đây là bác Nguyệt, tổ trưởng tổ dân phố Hòa Bình, em tặng bác. Nhà bác Nguyệt cứ nhận đi. Đâu đưa đây một bộ cho bác Hoàn. Nguyễn Thị Tâm tôi mời đến làm việc không ạ? Có, tất cả cái việc này tôi có phát tán tài liệu phản động đâu. Tôi đã được cấp.
Vâng, thế thì cố gắng làm theo đúng luật nhá. Đây là anh Mạnh, cán bộ phường, Mặt trận Tổ quốc. Ông cũng có rồi. Có rồi à? Vâng, còn chủ tịch có rồi, đương nhiên rồi. Rồi tôi xin, chị có phải chị Nguyễn Thị Tâm không? Phải. Đúng là chị Nguyễn Thị Tâm. Không, chủ tịch có rồi, không cho. Cho rồi. Người khác, cho cô thư ký này. Em có chưa? Có rồi á, cho cô phó chủ tịch. Có rồi. Có rồi nhá. Còn cô Huệ. Có rồi. Lâm Địa Chính. Cảm ơn chị, cái này thì ở dưới tủ sách của phường có đủ các cái này. Rồi, ok, ok, cảm ơn mọi người. Vâng, hôm nay tôi đã đầu tư 1 triệu tiền sách ra đây để tặng cho mọi người. Nhưng mà tôi mới tặng được có một bộ cho tổ trưởng tổ dân phố Hòa Bình. Chị Tâm, mời chị Tâm đây, đúng là chị Tâm ngồi xuống và các bác hết sức về trật tự. Vâng. Cơ quan phải chấp hành nội quy của cơ quan. Trong gia đình thì có cái quy tắc của gia đình. Mỗi một nơi có những cái quy tắc xử sự nó phù hợp vào cái quy định chung. Vâng, quy định chung là đây đấy ạ. Là hôm nay là Ủy ban dân phường Dương Nội tổ chức buổi làm việc đối với cả chị Nguyễn Thị Tâm, và cũng ghi rõ trong biên bản làm việc nội dung của buổi làm việc liên quan đến những cái nội dung mà chị Tâm thông tin live stream phát tán lên mạng, những cái nội dung mà liên quan đến những cái việc nó không đúng về phường. Thì chính vì thế hôm nay là cái buổi làm việc hôm nay là cái lý do như thế. Còn thành phần chúng tôi ở đây là mời đầy đủ lãnh đạo ủy ban phường, các ban ngành đoàn thể, cả chỗ cơ quan công an để đảm bảo an ninh trật tự. Bởi chúng ta biết là cũng rất phức tạp, do chị Tâm mời lên nhưng mà có một số ông bà cũng không mời thì cũng đến. Nhưng mà chúng tôi cũng hết sức thoải mái thôi, chỗ ngồi thì rộng. Nhưng đề nghị các ông bà là phải hết sức trật tự để chị Tâm phát biểu, có những cái nội dung gì muốn trình bày để báo cáo được xin ý kiến của chủ tọa. Thế chị Thu Phó Dịch cũng ghi lại nội dung cho ông bà. Thế còn chủ đề hôm nay là đúng làm việc với chị Tâm, và chúng ta là đội thống nhất với chị Tâm như này nhá. Chị cũng quay live stream, chúng tôi cũng quay ghi hình lại toàn bộ nội dung cũng được không ạ? Ok, khách quan nhá. Ok rồi, xin là mời chị Tâm đứng lên để gì mọi người ở đây, có những người anh em nó cũng lạ chưa biết chị Nguyễn Thị Tâm. Có phải là chị Nguyễn Thị Tâm sinh năm 1972 tổ dân phố Hòa Bình không ạ? Đúng rồi. Mời đây, vâng. Đấy. Để anh em cũng quay ghi hình ở đây. Vâng. Chị Nguyễn Thị Tâm. Và báo cáo với cả đây này nhá, là buổi làm việc ấy, mời chị Tâm ngồi xuống. Thế còn bên cạnh chị Tâm là một số các ông bà, mời chị Tâm ngồi xuống. Thì một số các ông bà thì anh em sẽ chủ động ghi. Thì sau đây thì như này, những cái nội dung của phường cũng đã có những cái thông báo trả lời rồi. Sau đây chị Tâm là phát biểu thì chị cũng trình bày rõ chị là Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 72, địa chỉ đâu, chị trình bày nội dung gì. Thế sau đó anh em chúng tôi ghi nhận lại, sau đó là có cái gì tí nữa phường sẽ có ý kiến, ban ngành ý kiến được không ạ? Sau đây kính mời chị Tâm. Cho mọi người hết sức là chị Tâm phát biểu thì mọi người cũng trật tự lắng nghe nhá. Sau đây rồi, kính mời bà Nguyễn Thị Tâm. Vâng. Đấy, anh em ghi hình. Tôi cũng nhất trí với cả cái quan điểm của chủ tịch là làm việc với cái tinh thần thượng tôn pháp luật. Và chính vì vậy cho nên ngay từ bắt đầu khi mà chưa buổi làm việc chưa được tiến hành thì việc tôi đã phải phổ biến, tức là đi tặng hai cái cuốn này là cuốn Hiến pháp và cuốn Luật công chức, là vì gì? Bản thân chúng tôi đã từng làm việc rất nhiều lần những cái buổi như thế này rồi, liên quan đến việc thu hồi đất. Và cái hiện tượng các ban ngành đoàn thể, cán bộ đại diện các ban ngành đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh, tổ trưởng tổ dân phố, hội đoàn đều là không thuộc những cái căn cứ quy định tại hiến pháp và luật pháp cũng như là luật đất đai. Chính vì vậy cho nên đã dẫn đến những cái việc, những cái biên bản khống đã được lập. Và chúng tôi, hậu quả là chúng tôi đã bị mất đất. Và bản thân tất cả các ông các bà đã ngồi vào những cái vị trí như vậy cũng không hề biết là mình có phạm luật hay không. Chính vì vậy cho nên tôi tránh cái tình trạng như vậy, nên tôi đã phát những cái cuốn sách này
nhưng đã chỉ được mỗi là bác Dương Văn Nguyện là tổ trưởng tổ dân phố Hòa Bình của tổ nhà chúng tôi nhận. Và để thực ra là cái việc này tôi làm để tôi cảnh báo trước cho các ông các bà là hãy làm tất cả những cái việc gì hãy làm theo luật, đừng bao giờ các ông các bà làm theo lệnh của ai. Vì các ông các bà phải nên nhớ rằng Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng khi ra tòa đã từng khai dõng dạc ở tòa là làm theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tiến Dũng và đã bị chính tòa án bác bỏ lời khai đó. Tòa án đã bác bỏ với lý do chỉ đạo không phải là luật. Tôi tránh cái việc này để cho cán bộ, các ban ngành đoàn thể, các cơ quan chức năng ở đây dẫm phải cái vết xe đổ của ông Đinh La Thăng. Vì tôi biết rằng sau buổi làm việc hôm nay rất có thể sẽ có những cái quyết định hoặc những cái văn bản gì đấy vu khống chụp mũ gây bất lợi cho tôi. Tôi sẽ phải khởi kiện những cái văn bản đấy nếu có ra tòa án. Lúc bấy giờ tất cả các ông các bà không thể nói vô can vì không hiểu biết pháp luật. Các ông các bà nhận theo lệnh của ai để các ông các bà ký vào cái biên bản của tôi hôm nay? Chính vì vậy cái việc tôi muốn phổ biến luật công chức và hiến pháp đến tay các ông các bà để các ông các bà đọc đi, hiểu được xem vai trò trách nhiệm, chức năng nhiệm vụ của những người công chức được hiến định tại hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như thế nào và đã được luật hóa tại luật cán bộ công chức ra làm sao để các ông các bà tránh cái tình trạng làm việc theo lệnh. Vâng, và thưa Chủ tịch, thưa tất cả mọi người đang có mặt trong cái buổi làm việc hôm nay. Hôm nay tôi được nhận giấy mời số 26 do bà Nguyễn Thị Thu ký ngày 28 tháng 2 2020. Nội dung làm việc đã ghi rõ liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Tâm lợi dụng việc đến Nghĩa trang Liệt sĩ phường Dương Nội ngày 17 tháng 2 2020 để gây mất an ninh trật tự tại phường Dương Nội và các nội dung liên quan đến việc live stream của bà Tâm. Vậy tôi hỏi bà Thu, tôi hỏi ông Thức, thế nào là lợi dụng việc đến thắp hương? Thì tôi hỏi các ông các bà có cái quy định nào nằm trong cái hệ thống luật pháp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định chỉ những đối tượng nào mới được đến Nghĩa trang Liệt sĩ để thắp hương không? Và cái việc tôi phát live stream hôm đó có nằm ngoài những cái khuôn khổ pháp luật không? Tôi thực hiện chức năng giám sát, tôi là công dân, tôi có quyền giám sát mọi hoạt động của cán bộ công chức đúng như quy định tại điều 8 của Hiến pháp năm 2013 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vậy mà các ông bà mời tôi đến đây để bảo là làm việc về cái việc tôi liên quan đến cái việc là lợi dụng việc đi thắp hương. Vậy bây giờ hôm nay tôi hỏi ông Lã Quang Thức, Chủ tịch Ủy ban dân phường và bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường, các ông các bà vui lòng trưng ra cho tôi cái luật nào, quy định cụ thể nào về việc những đối tượng nào mới được phép đặt chân vào Nghĩa trang Liệt sĩ để thắp hương, để thăm viếng liệt sĩ. Còn tôi không thấy một cái biển cấm nào ở cổng Nghĩa trang Liệt sĩ cả. Và tôi đọc tung đọc mỏi mắt lên ở trong cái cuốn hiến pháp là cuốn luật gốc của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không hề thấy có một cái dòng nào quy định về việc người dân của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ người nào mới được đi vào những Nghĩa trang Liệt sĩ để thắp hương. Và tôi làm cái việc đó đã không vi phạm pháp luật rồi mà còn không nằm ngoài cái đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta bao nhiêu đời nay. Truyền thống đạo lý đó là gì? Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Tất cả chúng ta được ngồi ở đây ngày hôm nay, được hưởng những cái gì ngày hôm nay đều do công lao của những liệt sĩ mang lại. Người ta đã phải hy sinh đổ xương đổ máu, tại sao tôi không có quyền thể hiện tình cảm với những liệt sĩ hay sao? Chị Tâm có thể bỏ khẩu trang ra phát biểu được. Không, nguyên tắc bây giờ đang dịch bệnh này tôi không bỏ khẩu trang. Nếu mà có thể là chị có thể bỏ khẩu trang đứng lùi lại một tí cũng được. Phát biểu không, người đều đeo khẩu trang tiếp là xem nội không mà... Bây giờ cứ trả lời tôi cái ý đi đã, bởi vì cái bước khởi đầu của tôi không có cái gì là sai rồi cả, thì tôi chả có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi gì tiếp theo. Mọi người có nghe rõ đúng là giọng của chị Nguyễn Thị Tâm nói không ạ? Các bác có thấy rõ như thế không ạ? Rồi, vẫn rõ đúng không? Như ban ngày. Thế còn đối với chị Tâm thì cái này tôi cũng trả lời rõ luôn. Đối với cái việc thắp hương Nghĩa trang Liệt sĩ
thì là tỏ lòng tôn kính của mọi người đối với các vong linh anh hùng liệt sĩ. Thì không có cái quy định nào là cấm và không ai cấm, đây là ghi rõ là chị Tâm lợi dụng các quyền tự do dân chủ đến thắp hương nghĩa trang, nhưng mà có những cái là vi phạm nhá, mất trật tự. Hai nữa có những cái câu là văng bậy, chúng tôi đã và ngay cả bản thân chị là cũng ghi âm ghi hình chị hết đã, ảnh hưởng đến tôn nghiêm của nghĩa trang liệt sĩ. Thì mọi người đây biết rồi, đây bác Nguyễn thấy là chị Tâm hay là ông Hoàn thấy là chị Tâm có quan tâm gì các cái gia đình liệt sĩ xung quanh đấy, thường xuyên có tặng quà không? Không thấy đúng không ạ? Đấy, rõ ràng những cái việc này là đảng, nhà nước. Cái việc ý nhá là của đảng và nhà nước, không phải việc của tôi, hiểu chưa? Chị cũng hết sức là không quan tâm đến các cái việc thực hiện chính sách này. Chị cũng khẳng định đấy là việc của đảng, nhà nước. Đảng, nhà nước và rất nhiều công dân tốt, các nhà hảo tâm đều quan tâm đến cái việc các gia đình chính sách được hỗ trợ, kể cả thể hiện bằng lời nói, bằng hành động. Thậm chí là người ta ủng hộ về tinh thần, vật chất. Nhưng có khi là người ta cũng không nên là không phô trương làm gì. Tôi quan tâm theo cách của tôi. Tôi không có tiền để đi hỗ trợ cho các hộ gia đình thương binh liệt sĩ. Tôi chỉ có lén hương ra tôi thắp thôi. Chị quan tâm là ngày 17 tháng 2 chị Tâm nhá. Tôi quan tâm theo cách của tôi. Nén hương. Chủ tịch không có quyền bắt tôi phải quan tâm theo cách của chủ tịch. Lợi dụng vào đó bắt đầu là để tuyên truyền, xuyên tạc. Rồi, được rồi, ghi rõ cụ thể ra nhá, xuyên tạc những cái gì nhá, đề nghị bà phó chủ tịch nhá và hai thư ký ghi rõ ra. Chứ cứ đừng cái kiểu nói khơi khơi như thế nhá, ghi rõ ra. Ghi rõ ra là xuyên tạc những cái gì, ghi rõ ra. Mời chị bà Tâm nói tiếp, mời bà đứng lên. Đúng là bà Nguyễn Thị Tâm và phải nói rõ là tôi là Nguyễn Thị Tâm, tôi nói đây cho mọi người hiểu biết. Vâng. Tôi là Nguyễn Thị Tâm. Úi giời ơi, thì ở đây có ai không lạ mặt nữa đâu mà phải thế. Thì mỗi lần ông đứng lên ông phải nói là tôi là Lã Quang Thức nhá. Được rồi. Tôi thì ai biết. Những cái mà quy định mà không đúng là tôi không thực hiện đâu. Anh không có quyền, anh yêu cầu tôi làm những cái như thế. Thế còn vừa nãy tôi nghe thấy chủ tịch có nói rằng là hỏi ông Hoàn kia kìa với cả ông Nguyện ấy là tôi có quan tâm đến cả các gia đình thương binh chính sách hay không rồi nhá. Ông Hoàn và ông Nguyện cũng không phải là người thân của tôi nhá. Và ông Hoàn và ông Nguyện cũng không phải là bản thân tôi để có thể theo dõi được những cái bước chân tôi đã từng đến nhà ai nhá. Tôi có thể đến nhà này, nhà kia, nhà người ta là thương binh, nhà người ta là liệt sĩ. Tôi không phải đến báo ông Nguyện, tôi không phải đến báo ông Hoàn. Là anh Hoàn ơi, anh Nguyện ơi, hôm nay em đi đến thăm nhà bà cụ này hay đến thăm nhà bà cụ kia nhá. Tôi việc gì tôi phải đến báo ông ấy để hai ông ấy biết là tôi có đi hay không. Tôi có đi đến thăm những gia đình liệt sĩ, chồng tôi còn không biết nhá. Đấy là cái việc tự tôi bày tỏ tình cảm, mà đấy là cái tự do cá nhân của tôi. Cái việc ông Thức căn cứ vào ông tổ trưởng tổ dân phố và một ông Hoàn là chức vụ gì nhỉ? Bí thư chi bộ. Bí thư chi bộ. Tôi không phải là đảng viên nên tôi chả quan tâm gì đảng viên cả. Tôi quan tâm đến là những cái mặt hàng ngày thôi. Thế là bây giờ căn cứ vào hai ông này, bởi vì tôi đi thăm những người ý chẳng hạn, tôi không đến báo cáo hai ông này à? Thế hay là bây giờ Ủy ban dân phường Dương Nội có cả cái quy định là đi thăm những gia đình liệt sĩ hay như nào đấy là phải báo cáo cả chính quyền à? Từ trước đến giờ tôi chỉ thấy cái nhà nước này độc tài trong bán điện, độc tài trong bán xăng, độc tài trong bán nước. Bây giờ độc tài cả lòng yêu nước à? Độc quyền cả lòng yêu nước à? Mà lại bảo rằng là anh Hoàn mấy anh Nguyện có bao giờ thấy tôi đi không? Tôi đi lúc nào hay tôi đi hay không đi, tôi không bao giờ tôi phải báo ông Hoàn hay ông Nguyện nhá. Còn nếu bây giờ ở phường này ghi hẳn ra cái quy định ai đi thăm thân nhân liệt sĩ hay gia đình thương binh phải đến báo ông bí thư chi bộ và ông tổ trưởng tổ dân phố cho tôi quy định ra đây nhá. Còn tôi có không đi thăm được người ta đi chăng nữa, không ai trách được tôi. Tôi có quyền quan tâm theo đúng cái cách của tôi và cái năng lực của tôi. Tôi không có tiền để hỗ trợ người ta thì tôi ngày những cái ngày như thế người ta tôi đến nghĩa trang tôi thắp cho người ta lén hương. Mà cái việc hôm đấy chủ tịch bảo là tôi lợi dụng để tôi nói những cái điều không có thật, ghi rõ ra nhá, xuyên tạc nhá. Bây giờ đi sang đấy luôn để kiểm chứng, sang đấy luôn xem có đúng là trên cái bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ chỉ phần trên ghi là các liệt sĩ hy sinh trong trận chiến chống Pháp chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc, ở dưới còn hơn chục người chỉ ghi vỏn vẹn mấy dòng chữ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Tôi là một công dân, tôi phát hiện thấy những cái điều nó bất thường, nó không giống như những cái kia, tôi phải có quyền tôi hỏi nhá.
Tôi căn cứ vào hiến pháp điều 16 đây này. Công dân có quyền tham gia vào cái việc giám sát mọi hoạt động của nhà nước. Tôi phải có quyền đến đây để hỏi ý kiến, hỏi đưa cái kiến nghị của tôi đến Ủy ban dân phường. Tại sao ở trên thì ghi là liệt sĩ trong cái thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ Tổ quốc. Ở dưới hơn chục người, hơn chục anh hùng liệt sĩ chỉ ghi vỏn vẹn như vậy. Vậy tôi hỏi ông chủ tịch phường, đi sang cùng với tôi luôn để kiểm tra xem có đúng là cái bia vẫn còn lù lù ở bên kia không? Hay là tự tôi dựng được ra? Cái live stream hôm đó tôi vẫn còn lưu lại. Và đến bây giờ tôi khẳng định chắc chắn cái bia bên kia vẫn chưa sửa. Tôi thấy vô lý lắm chứ. Chống Pháp với chống Mỹ cũng là bảo vệ Tổ quốc, mà đã gọi là chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, phải là chống giặc ngoại xâm. Thế tại sao hơn chục con người này, người ta hy sinh vì giặc gì mà không thấy ghi rõ vào? Chả nhẽ cái thắc mắc đấy của tôi, cái đòi hỏi chính đáng đấy của tôi là vi phạm pháp luật à? Mà bảo tôi rằng là xuyên tạc. Bây giờ cái bia là vẫn nằm kia, vẫn hơn chục người ấy kia, mà bảo tôi là xuyên tạc. Tôi có mang ở đâu được một cái bia đến đấy, tôi dựng lên đấy không? Mà chủ tịch dám quy kết chụp mũ tôi là xuyên tạc. Tôi hôm trước là tôi nghe những cái bài ở trên loa truyền thanh phường và cái trang fanpage Dương Nội quê tôi, là tôi cũng đã định là sẽ ra đây để chất vấn chủ tịch và phó chủ tịch về cái việc ý. Nhưng tôi còn đang quá bận. Rất may là hôm nay chủ tịch đã tổ chức cái buổi họp buổi làm việc hôm nay nhá, để tôi hỏi luôn. Tôi lợi dụng cái việc ý để trục lợi à? Dám ghi vào hẳn trên cái bài tuyên truyền gần ý ngày, vu khống chụp mũ nói xấu tôi, quen cái thói ngậm máu phun người như từ trước đến giờ, là chị Tâm live stream để trục lợi. Tất cả các ông các bà đang ngồi đây, đang đứng ở phía những người mà ăn không từ thứ gì của dân như bà Doan bà nói. Tất cả những người ngồi đây đang ngồi ở vào cái vị trí mà ông Trương Tấn Sang, cựu chủ tịch nước, ông ấy bảo rằng là bây giờ nhung nhúc như một bầy sâu. Một vài con thì còn có thể diệt được, bây giờ nó như một bầy sâu thì làm sao diệt được? Ở vào cái vị trí ý, các ông các bà hiểu làm sao được động cơ mục đích của tôi là gì chứ? Ở vào cái mục đích, các vị trí, các ông các bà sẵn sàng lập giấy tờ giả, sẵn sàng vu cho chúng tôi cái tội chống đối quyết định thu hồi đất để các ông bà cướp đất của tôi, các ông bà cướp bao nhiêu đất tái định cư của những hộ dân đủ điều kiện được bồi thường, bố trí tái định cư để đẩy người ta ra đường. Ở vào cái vị trí ý, các ông các bà không thể hiểu được đâu. Ở vào một cái thời buổi mà nhà báo Mùi Minh Quốc đã phải thốt lên một cái câu thơ rằng gì? Ngoảnh mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mưa, cả một thời đầu cáng đã lên ngôi. Ở vào vị trí của những thằng kẻ cướp thì các ông bà không thể hiểu được cái lỗi lòng của tôi, động cơ mục đích của tôi đâu. Đừng có lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử, bảo tôi là phát live stream để trục lợi cái lọ cái kia. Không có bằng chứng chứng minh thì đừng có cái kiểu vu khống chụp mũ như từ trước đến giờ nhá. Lào còn hỏi tiếp đi, sang bên Ủy ban dân phường. Đấy là bên Nghĩa Trang đấy, mày hỏi tiếp đi. Rồi, mời chị Tâm. Bây giờ thì cũng có một số ông bà chưa biết chị Tâm. Chủ người chị Tâm đã giới thiệu họ tên tuổi của mình đầy đủ và liên quan đến thân nhân của liệt sĩ nào. Mời chị Tâm đứng lên nói rõ, giới thiệu họ tên tuổi địa chỉ. Rồi. Họ tên tôi là Nguyễn Thị Tâm. Địa chỉ tổ dân phố Hòa Bình, phường Dương Nội. Tôi chả có anh em ruột nào nằm ở trong nghĩa trang liệt sĩ cả, chỉ có anh họ. Nhưng cái việc này nha, tôi nói cho ông Lã Quang Thức, chủ tịch Ủy ban dân phường biết. Tôi đã nói từ đầu rồi, từ câu trả lời đầu tiên của tôi rồi. Ông bỏ được quy định nào ra đây nha? Cấm các công dân không có thân nhân nằm trong nghĩa trang liệt sĩ không được vào thắp hương. Ông bỏ ra đây. Tức là chắc là bây giờ chủ tịch phường phải có rồi thì mới dám hỏi tôi là có liên quan gì, có thân nhân gì làm đấy không chứ? Đúng không? Chắc là phải có rồi đấy. Bây giờ chị Tâm, ngắt lời chị Tâm nhá. Bây giờ mọi người đều biết là chị Tâm rồi thì nghe chị Tâm cũng trình bày những cái nội dung. Ví dụ như là hôm đấy chị ra, chị bức xúc những cái gì, chị đề xuất những cái gì thì chị nói xem rõ ý thế nào. Bây giờ chủ tịch phải đưa ra cái quy định này đã. Còn tôi đến đấy không sai rồi. Quy định là phải nằm trong những cái như thế này này. Mà chứng minh được là tôi sai thì đã, thì tôi sẽ trả lời tiếp. Hỏi từ giờ đến trưa tôi cũng trả lời. Còn bây giờ nha, tôi không bao giờ tôi phải trả lời theo cái kiểu cái quy định bằng mồm của chủ tịch, hiểu chưa?
Tôi đã cảnh báo tất cả các ông bà ngồi đây rồi, làm việc theo luật, đừng làm việc theo lệnh nhá, rồi có ngày oan gia đấy, đừng có tưởng. Trả lời tôi đi, có luật nào quy định không mà tại sao chủ tịch phường hỏi tôi rằng là có thân nhân ở đấy không? Không có thân nhân nằm ở trong nghĩa trang liệt sĩ thì không được vào thắp hương à? Hết sức là cảm ơn chị Tâm, chị cũng thắp hương, có nén hương thì cũng là một cái cách để bày tỏ. Thế sao vừa xong phải hỏi có thân nhân không? Nhưng mà chị đây là bản thân là không có cái thân nhân trực tiếp, mà chị phản ánh là bảo có cái trường hợp là đấy nhầm tên thì chúng tôi đã giải thích rồi. Có những trường hợp tôi không nói đến cái trường hợp ý nhá. Tên ở đây từ thời điểm trước lúc mà chúng tôi còn nhỏ. Các thời điểm. Sao mày không trả lời như thế đúng không? Chủ tịch sẽ thời điểm trước là cái là quan tâm. Các tên trong hồ sơ liệt sĩ. Ở đây là căn cứ bia, là phải căn cứ vào hồ sơ, căn cứ vào gia đình khai báo. Có những trường hợp người ta hai tên hoặc tên đệm khác nhau. Thì có những cái trường hợp bị nhầm gia đình lại cũng đề nghị là giữ nguyên theo cái tên gọi truyền thống của người ta. Chứ có những trường hợp nhầm thì ở đây là nó tỷ lệ nó không đáng kể. Ở đây là có 18 trên 230 mấy. Thì bây giờ những cái trường hợp này thì phải thống nhất với gia đình thì người ta phải tôn trọng các cái quyền tự do dân chủ. Cho những cái mà có thể là nhầm, những cái đó thì là phường cũng đã tiếp thu để sửa làm việc với từng gia đình. Gia đình là phải người đại diện thờ cúng những người mà thực hiện theo quy định của pháp luật. Thế còn bà Tâm mà ra đấy cũng như là ra để có những cái lời nói cũng như lăng mạ, hay nữa là xúc phạm cán bộ, làm ảnh hưởng đến cái trật tự của nghĩa trang. Bởi vì nghĩa trang là nơi yên tĩnh, không phải ra là thích có cái gì là thích xả xả, thích nói gì nói, ảnh hưởng đến các cái vấn đề tôn nghiêm của nghĩa trang. Rất nhiều gia đình người ta là bức xúc. Thế còn tôi nói là cái việc thắp hương rất là tốt, nên đây liên hệ chúng tôi cho thắp hương phường rất là quan tâm. Các cái ngày 27 tháng 7 thực hiện theo quy định nhà nước là ngày chính là thực hiện về thắp hương rồi viếng nghĩa trang liệt sĩ, rồi những cái đợt như là Tết Độc Lập, những cái ngày 30 tháng 4 và những cái ngày là kỷ niệm của đất nước, cái sự kiện nó phù hợp. Và những cái này thì ở đây là chúng ta phải hết sức lưu ý này. Ở nghĩa trang thì do cái khổ cái bia người ta ghi đầy đủ hết rồi, chiến tranh bảo vệ biên giới thì có thể là biên giới không có chữ ý, biên giới phía tây không có chữ ý, ở trong hồ sơ là thể hiện hết. Thế sau đây bà Tâm còn trình bày, còn cái việc bà sang đấy bà bức xúc được rồi là... tôi xin trình bày tiếp, bắt đầu lại cũng gây mất trật tự. Tôi xin trình bày tiếp cái là chửi với thế còn về cái luật hay là tí nữa mới đến đoạn chửi. Tôi hết sức là tôn trọng rồi hết mức có thể. Được rồi, bây giờ như này nhá. Bây giờ như này, vâng. Sau sẽ mời bà Tâm. Bà Tâm mà phát biểu cho vì đây ghi rõ luôn. Vâng, lúc này đây ghi vào nhá. Ghi hình là bà Tâm trình bày. Lúc này là ghi là bà Tâm trình bày. Bà Tâm trình bày như là quyền của chị. Bà Tâm trình bày để phản bác lại những cái lời của ông Lã Quang Thức vừa xong này. Thứ nhất là ông Lã Quang Thức trốn tránh câu hỏi của tôi. Là tôi yêu cầu ông Lã Quang Thức nêu rõ ra trong những cái văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành mà có cái quy định nào ghi rõ là công dân phải có thân nhân nằm trong nghĩa trang liệt sĩ mà phải là anh em ruột, ví dụ thế, thì mới được phép vào thắp hương ấy. Thì tôi chịu thua, đấy là tôi sai. Thế nhưng ông chủ tịch phường không nêu được ra cái việc đấy. Và một cái chi tiết nữa, ông chủ tịch phường có nói rằng là cái bia này là do đắp từ cái năm mà chủ tịch còn nhỏ. Thế nếu phải là như thế, tại sao hôm ý chủ tịch và phó chủ tịch không giải thích luôn cho chúng tôi là cái này là do những khóa trước làm? Mà tại sao chủ tịch xông vào bóp vú tôi, mặt thì côn đồ, để dẫn đến tôi phải chửi địt mẹ thằng Lã Quang Thức, chủ tịch đấy, phường Dương Nội. Nha, tôi nhắc lại nhé. Có hai người làm chứng đây. Thằng Bình là một. Chị Miền. Nha. Chị Miền làm chứng hôm ý. Tôi làm chứng. Nhá. Cáo chị Tâm là vu khống và chửi với xúc phạm cá nhân tôi. Đây là tôi kể lại nhá. Chủ tịch bảo rằng là hôm ấy có chửi không? Tôi có nhận là tôi có chửi. Còn nếu tiếp tục vi phạm tôi sẽ tạm dừng chấm dứt cái buổi. Nhá, tôi chửi vì cái hành vi chủ tịch phường bóp vú tôi mới chửi. Hiểu chưa? Rất lịch sự đàng hoàng. À thế đây, chị Miền làm chứng, chị Miền đứng lên làm chứng. Chị Miền đứng lên làm chứng. Chị Miền đứng lên làm chứng, chị Miền ngồi chứng kiến. Chị phép được làm chứng.
còn tôi nói chị là chị cũng là tôi xin phép tổ chủ tịch tôi được làm chứng ạ. Mà hai nữa là thôi cứ trật tự đây có người làm chứng hai bên đây à, chủ tịch cứ bình tĩnh hôm ấy còn có rất nhiều máy quay nhá. Cũng là chửi với hai nữa là tự dưng tôi không chửi nhá, nếu anh không bóp vú tôi không chửi nhá. Xin lỗi nhá, chị thì cho ai bóp thì không biết, nhưng tôi không hề thèm. À, thế mà hôm ấy lại xông vào để bóp. À, biết đâu được con rồ nó lên nó lại thèm cả cái vú già này thì sao? Hả? Trật tự. À thế còn đâu cứ xinh đẹp là chủ tịch bóp. Trật tự để tôi xin. Thế nếu cứ xinh đẹp trẻ trung là chủ tịch bóp, thế này thì cán bộ phường, bọn cán bộ nữ ấy, là cứ đứa nào xinh đẹp là chủ tịch bóp hết. Đúng không? À thế đây vừa chủ tịch vừa nói như thế. Chị Miền, cho chị Miền làm chứng. Chủ tịch và hội nghị cho tôi xin được làm chứng bởi vì hôm đấy tôi là người có mặt. Hội nghị có cho phép tôi làm chứng không ạ? Cho phép tôi xin hội ý kiến này, cho phép hay không không quyền. Đang làm chứng là cứ nói đi, không phải phép mới phê gì cả. Chị Miền ngồi xuống bây giờ đề nghị chỗ anh Phương đấy, tí nữa là chị Miền ý kiến bởi vì hôm đấy này làm việc quay. Không, chị Miền đứng ở đấy làm chứng. Cứ nói đi, không phải xin phép được. Đối với chị Tâm nhé. Không phải xin phép gì cả. Đối với chị Tâm là người như nào? Chị Tâm là người như nào? Cả phường Dương Nội này biết rồi. Hôm đó tôi là người. Đương nhiên là chị bảo là tôi để bóp vú chị Tâm. Thì bác không ngờ tôi thèm bóp vú chị Tâm của mình nè. Bản thân chị Tâm. Đây, chị Miền làm chứng đây. Tâm có thể là người xinh đẹp hot girl của phường hấp dẫn người khác, nhưng không hấp dẫn cho tôi. Đây, thế nha, câu ý là chứng tỏ chủ tịch chỉ bóc vú bọn hot girl thôi. Không hấp dẫn với tôi. Ờ, đúng rồi, cứ bọn gái xinh gái trẻ, nhân viên của chủ tịch là chủ tịch chơi hết, đúng không? Hả? À, câu ý là chủ tịch thừa nhận với tôi nhá. Chủ tịch vừa thừa nhận với tôi đấy. Không bao giờ có một cái là cấm ai không phải là thân nhân để xin tâm hương. Ở đây là đến ngày, những cái ngày lễ, ngày Tết, thậm chí... Ôi dồi ôi, thế này bọn cái huệ, cái thu kia nhỉ? Phường, ban ngành đoàn thể và nhân dân ai? Hôm đấy, tôi là người ngồi cạnh chị Tâm, tôi thấy chuẩn bị là công thức. Cảnh cáo và chấm dứt cái việc lợi dụng cái cuộc họp ở đây là lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm nội quy, xuyên tạc. Còn nếu không, tôi thống nhất là chấm dứt. À, đang hỏi đến là tôi có chửi thì không, tôi đang kể mà là tại sao lại bảo là ấy. À, thì kể thì bây giờ tôi chửi như nào, tôi kể như thế. Tôi chửi như nào, vì sao tôi chửi, tôi phải kể chứ. Tất cả đã có cái live stream rồi, nhá. À, ghi vào, thu với cả Huệ với cả... Cô bé này là gì nữa? Ghi cả vào nhá, chủ tịch bảo rằng là... Ghi cả vào nhá, chủ tịch bảo là chị Tâm kể lại là có những lời lẽ gì chửi bên ủy ban nhá, ghi phải ghi đúng đấy. Bây giờ là tôi đang kể lại cái hành vi hôm ý ở ủy ban nhân dân phường, hiểu chưa? Là do tôi bị chủ tịch phường bóp vú tôi mới chửi, hiểu chưa? Và dòm ra ngoài hiên còn đá tôi cơ, như cái thằng con đồ ấy, hiểu chưa? Tâm nói rõ nha, chị là chị Nguyễn Thị Tâm, chị trình bày ý kiến tại sao chị bức xúc, chị nói thêm, chị Tâm đứng lên rõ ràng. Ờ, tôi trình bày vì bị chủ tịch thức bóp vú lên tôi mới chửi. Như chị tên là gì? Hỏi nhiều thế, dở rồi đấy à? Lấn đấy à? Có đúng đây chị Tâm không? Bác nhìn rõ chị. Mất kiểm soát rồi à? Tâm thần rồi à? Để chị Tâm phát biểu đây, chị Miền không phát biểu ngắt lời. Hay là nhiễm con mẹ Covid rồi lên đi. Đề nghị chị Tâm phát biểu lý do vì sao chị bị xúc. Chị nói rõ tôi Tâm lý, phát biểu lý do bức xúc. Phát biểu rồi đấy, ghi rồi đấy, bị bóp vú đây. Bị là con thức bóp vú. Ờ, có chị Miền làm chứng đây, cả thằng Bình đây này. Bình đứng lên nói đi. Chị Tâm bức xúc quá, đã chửi là con thức. Bố là cái buổi làm việc. Tôi là người làm chứng. Xúc phạm đến cá nhân tôi đề nghị chuyển cái việc này cho cơ quan công an. Ờ, thôi chuyển, kết thúc thì thôi, chuyển. Chuyển đi, chuyển sang công an đi nhá, ghi rõ vào nhá. Chị Nguyễn Thị Tâm có chửi La Quang Thức vì bị La Quang Thức bóp vú thì mới chửi, hiểu chưa? Nhá, và đá móc vào chân. Và hôm nay có một người phát hiện mới là La Quang Thức chỉ bóp vú bọn trẻ thôi, không bóp vú người già. Mẹ, thế này thì bọn nhân viên mà trẻ trẻ vào đây thì kinh rồi. Hôm nay chủ tịch thật thà nhỉ? Hả? Hôm nay chủ tịch thật thà nhỉ? Nào thế bây giờ có làm việc tiếp không? Có làm việc tiếp không? Buổi làm việc một buổi khác. Lại người
Thôi kể, kết thúc kể. Thích không thích làm thôi. Ờ, thích kết thúc thôi. Kết thúc và đề nghị sẽ lập hồ sơ theo quy định pháp luật. Ờ, xử lý đi. Chứ không phải là mình rất là tự do dân chủ nhưng không phải lợi dụng. Đúng rồi nhá. Ờ đúng rồi, không phải là thích nhìn cái công dân mà xông vào lao vào như thằng côn đồ mà bóc vú mới đá người ta. Hiểu chưa? Chủ tịch mà thế à? Chị rất là bậy bạ, xuyên tạc. Cái thằng làm bậy đã đáng lên án nhất là thằng chủ tịch phường này này. Lại nói bậy rồi. Cái thằng làm bậy là cái thằng phải lên án, hiểu chưa? Thôi kết thúc rồi thôi. Thôi mình ngồi đây. Thông qua biên bản đã. Không có mai người ta vu khống mình thì sao? Và nói rõ cả là chủ tịch không cho tôi làm chứng. Không cho cả chị Miền làm chứng. Tôi 5-7 lần đứng lên để xin được làm chứng, xin hội nghị được làm chứng mà chủ tịch không cho tôi làm chứng. Phải nói rõ như thế. Đương nhiên là nhân chứng vì phải xin. Sông sập, hôm ấy là đang chờ cái cô Thu phó chủ tịch kia lập biên bản nha, Huệ nó đã mang giấy sang rồi nha. Còn tôi nói nha, kể cả cái trang fanpage Dương Nội quê tôi nha, cô phó chủ tịch kia có vào đấy viết một cái còn là chị Tâm lợi dụng việc ý để trục lợi nha. Tôi nói cho mà biết ý, đừng để đến tôi đến tận nhà để tôi bảo cả bố cả mẹ của bà phó chủ tịch nha, bởi vì nói cái gì phải có bằng chứng đấy, đừng có đùa với cả tôi. Dám bảo rằng là trục lợi à? Quen cái thói ngậm máu phun người suy bụng ta ra bụng người à? Mất trật tự không được lợi dụng. Quen cái thói lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử à? Trật tự ấy là biên bản ký không? Tốt thật. Trật tự là biên bản. Thông qua biên bản chưa? Vâng. Hả? Nhanh để cho. Nhà báo việc. Một giờ kéo, thực ra là hôm ý trong cái live stream trực tiếp ý, thưa bà con, tất cả ngồi đây tôi nói bà con nha, hôm ý là tôi cũng không muốn nói rõ ra đâu là chủ tịch bóp vú tôi đâu. Tôi chỉ kêu đơn là ôi dồi ôi bóp lườn tao, địt mẹ chủ tịch lá quang chức bóp lườn tao đau quá. Vì hôm ý là vẫn muốn nghĩ là giữ một tí thể diện cho cái ủy ban dân phường vì mình đang live stream trực tiếp. Nhưng hôm nay lại có hẳn một cái giấy mời mời ra như này, nói mẹ thẳng thuệt là hôm ý bóp vú, đéo phải giấu nữa. Nói thật tốt. Hôm ý vẫn còn giữ cho tí thể diện đấy. Đấy. Lần sau nhớ gọi đúng tên sự việc ngay lúc ý nhá. Lần sau là phải nói luôn. Gọi đúng tên sự việc ngay lúc ý. Xử lý chị Tâm theo quy định pháp luật. Đây là cái hình ảnh nó ghi âm đầy đủ rõ nét chị Tâm công nhận không? Chị Tâm từ hỏi chị Tâm chứ không phải chủ nhân. Chị Tâm cũng công nhận là những cái hình ảnh này ghi âm ở đây là chứng cứ để sau này anh em có xử lý gì thì chị cũng không ý kiến. Ai chả có chứng cứ? Xong chưa? Mà hôm đấy nhá, cái cô Thu cái kìa, bây giờ nếu mà cô Thu là người biết rõ nhất nhá. Nếu bây giờ muốn bỏ bằng chứng ra, cái thằng hôm ý mà thằng Bình nó hỏi là thằng này là thằng nào? Cô Thu kia bảo rằng là đây là cán bộ phường. Tôi hỏi là cán bộ phường tại sao không biết tên mà không đeo thẻ? Thằng đấy nó cầm cái máy quay từ đầu đến cuối nhá, nó sẽ quay được cái pha chủ tịch bóp vú tôi đấy. Tại sao không bảo nó mở ra? Nhá, tại sao không bảo nó mở ra? Bảo cái thằng gì đến đây, mở luôn cái đoạn video này ra đây. Nào. Nếu cơ quan công an xử lý chị Tâm tội vu khống thì cơ quan công an phải trưng được đoạn clip ông Thức vồ ngực nhưng không có vú. Nó đang làm việc ở đâu ông ý ông này ông đâu ông ngục ngục vào ông xông vào như thằng con đồ ngục ngục đâu ông xông vào này đang trong lúc nào biết bảo cho tôi hỏi đang quá bây giờ. Thế cứ hot girl là xông vào một bao vú à? Tâm dân cấp nào? Thế cứ hot girl là xông vào một bao vú được người ta? Người trông chị Tâm thì... Đang lúc cho cán bộ lập biên bản cho tôi hỏi chủ
tịch đã công chức là mà anh dựa vào đâu để anh bảo tôi là người không phải người thờ cúng liệt sĩ Trịnh Đức Toàn hả? Anh dựa vào đâu? Anh có nằm ở gầm giường nhà tôi không mà anh biết là tôi không phải là người thờ cúng Trịnh Đức Toàn liệt sĩ Trịnh Đức Toàn mà không tại sao lại giải quyết cái lá đơn của bà Miền? Sao lại sửa cái bia theo giải lá đơn của bà Miền? Tôi không phải là người thờ cúng, tại sao lại sửa bia theo cái kiến nghị của tôi? Gia đình chị kiến nghị gia đình tôi ai kiến nghị cho tôi biết là lục lại cái đơn đi xem đứa nào kiến nghị là tôi là người kiến nghị đây sửa cái bia của liệt sĩ Trịnh Đức Toàn theo cái kiến nghị của tôi đây, tại sao lại bảo là tôi không phải là người thờ cúng? Cử đấy là cử xuống nhận quà thôi nhá. Anh Thức có nằm ở giường gặm giường nhà tôi không mà biết được rằng là tôi không phải là người thờ cúng hả? Lần sau ăn nói cho là cẩn thận nhá. Đường đường là một chủ tịch phường, loa lên cái mồm nói với nhau như này đâu nhá. Chị rất lộng ngôn. À thế à, lộng ngôn chưa bằng cái loại lộng quyền nhá. Cái loại lộng quyền nó mới dẫn đến người dân người ta phải bức xúc, người ta phải lộng ngôn. Mày đéo bóp vú tao, tao chửi thì đéo được mày. Hỏi luôn. Đấy nha, tôi báo một lần nữa nha, tôi báo trước các cán bộ ban ngành đoàn thể nha, kể cả cơ quan chức năng nha. Đừng có dẫm vào cái vết xe đổ của ông Đinh La Thăng nha, mà làm theo lệnh, không làm theo luật nha. Tìm hiểu rõ đi, xem những cái việc làm của tôi có vi phạm pháp luật không nha, rồi hãy mà thò tay vào một ký, tôi báo trước đấy. Nha, đâu đấy là mình tử tế thì mình bảo, toàn nghĩ người làng thì mình bảo nha. Còn đừng làm theo những cái chỉ đạo, đừng theo làm theo những cái lệnh mồm, đừng có những như những cái con robot ý. Nghĩ lễ tình làng nghĩa xóm thì cảnh báo trước thôi. Con thò vào đi, thò vào giống cái đống, thò vào ký biên bản để cưỡng chế, thò vào. Chửi cho từng đứa một, từng nhà một dựng mả lên để chửi. Vì tội làm láo. Đứa nào làm sai là phải bị chửi, bởi vì người dân người ta không có quyền đánh, hiểu chưa? Quá là ngông cuồng, đi đe dọa hết người này người khác. Rất nguy hiểm. Thế là mời các vị trật tự để tôi thông qua phiên bản nhá. Thành phần thì chắc là các bà biết hết rồi. Chưa biết đâu. Chưa biết. Khẩu trang hết. Cứ đọc hết từ đầu đi. Phiên bản làm việc này, có 10 giờ ngày 2 tháng 3 năm 2020 tại phòng nọ, tầng 2, phường Hưng Lộc. Thành phần này, ủy ban phường ông Lê Công Thức, chủ tịch ủy ban, bà Nguyễn Thị Thu, phó chủ tịch ủy ban phường, ông Nguyễn Năng Mạnh, phó chủ tịch mặt trận tổ quốc, ông Nguyễn Tiến Phương, chỉ huy trưởng quân sự, bà Nguyễn Thị Huệ, công chức tư pháp, bà Nguyễn Thị Phương, công chức thông tin xã hội, đại diện công an phường ông Phạm Hùng Phương, ở công an phường Hưng Lộc, đại diện tổ dân phố ông Dương Văn Nguyện, tổ trưởng ông Dương Văn Hoàn, trưởng ban các mặt trận. Cùng tiến hành làm việc này với bà Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 1972, tổ địa chỉ tổ dân Hòa Bình. Nội dung làm việc, Ủy ban phường Dương Nội tổ chức buổi làm việc với bà Tâm. Việc lợi dụng việc đến nghĩa trang liệt sĩ phường Dương Nội ngày 17 tháng 2 năm 2020 để gây mất an ninh trật tự tại phường Dương Nội và các nội dung liên quan đến việc livestream của bà Tâm. Ý kiến của các bên tham dự hội nghị này, bà Tâm có ý kiến như sau: trước khi bước vào buổi làm việc, tôi có phát hai cuốn sách là luật hiến pháp và luật cán bộ công chức cho tất cả các ông bà trong hội nghị để hiểu được vai trò chức năng nhiệm vụ của mình để tránh làm việc theo lệnh. Ngày 17 tháng 2 năm 2020, tôi có đến nghĩa trang phường Dương Nội vì không có quy định nào cấm tôi không được đến nghĩa trang liệt sĩ để bày tỏ lòng biết ơn đến các anh hùng liệt sĩ phường. Việc làm của tôi là thể hiện lòng biết ơn của tôi đến các anh hùng liệt sĩ. Tôi không có anh em ruột nào nằm trong nghĩa trang liệt sĩ phường mà chỉ có anh họ. Tuy nhiên không có quy định nào là công dân không được đến nghĩa trang liệt sĩ phường để thắp hương. Trong buổi live stream của tôi có chửi chủ tịch Lão Quang Thức. Lý do chửi chủ tịch là ông Lão Thức bóp vú tôi. Đúng rồi.
À, tôi nói là phải ghi đúng này. Phải ghi nói rõ vào đây, lập biên bản ngay từ ban đầu. Đây những cái buổi làm việc đây là ghi âm đầy đủ hết nhá. À, ghi âm đầy đủ thì thu nó ghi thế chả đúng à? Huệ ghi thế chả đúng à? Bổ sung là buổi làm việc này là cả hai bên cùng ngồi. Đây phải ghi rõ từ đầu biên bản ấy. Buổi làm việc đã thống nhất giữa hai bên. Hai bên cùng thống nhất là đều ghi âm quay hình lại để là tư liệu. Tránh xuyên tạc cái buổi làm việc. Phải ghi rõ vào đấy từ ban đầu. Tiếp theo nhá. Ý kiến của chủ trì việc bà Nguyễn Thị Tâm có đến nghĩa trang liệt sĩ phường là lợi dụng quyền công dân để gây mất an ninh trật tự, để xúc phạm sự tôn nghiêm của nghĩa trang, xúc phạm chủ tịch ủy ban phường. Việc bà Tâm vu khống chủ tịch sẽ chuyển sang công an để điều tra. Buổi làm việc kết thúc do bà Tâm có hành vi xúc phạm cá nhân chủ tịch ủy ban phường. Biên bản kết thúc 11 giờ cùng ngày. Ghi rõ trong cái biên bản đấy. Hả? Ất phải ghi cái đoạn hỏi ngoài cái hỏi nguyện. Thiếu nha. Ghi thiếu rồi. Cái đoạn hỏi bí thư chi bộ và tổ trưởng tổ dân phố không ghi vào. Ghi vào. Và đấy thôi được cái đoạn này không có gì để bổ sung. Phải ghi rõ. Bổ sung vào Huệ, cứ làm thêm một trang nữa đi Huệ. Cứ ghi vào đúng vào những cái ý vào. Ghi vào. Nội dung làm việc ghi rõ vào đây đóng mở ngoặc ra là có thống nhất và Tâm. Là hai bên là thống nhất, nhá, bà Tâm và phường thống nhất là có ghi âm, ghi hình để đảm bảo khách quan. Đã thống nhất với nhau rồi thì thế thôi, còn có gì thì bổ sung vào đấy. Nhớ là ghi rõ cả cái nội dung mà ông Lã Quang Thức hỏi ông Hoàn và ông Nguyện nhá. Và tôi đã phản bác lại như nào nhá, ghi rõ vào. Công khai luôn rõ về mọi nội dung. Quá trình làm việc hai chỗ bà Tâm cũng như phường đã thống nhất là cả phường và chị bà Tâm đều ghi hình, ghi xuống dưới ghi chú ấy, để đảm bảo ghi hình, đảm bảo khách quan để ghi nhận lại toàn bộ cái diễn biến sự việc, lời nói của bà Tâm và những lời nói liên quan nhé. Yeah, thế còn tí nữa có bổ sung gì thì thôi ghi âm bằng hình ảnh được cho nó đầy đủ nhé, bằng các cái âm thanh hình ảnh nhá. Chị và Tâm có ghi bổ sung gì thì ghi vào, có ghi được không lên đây. Tôi thấy thiếu đây, tôi yêu cầu bổ sung nhá. Như này nhá, buổi làm việc đã được ghi âm, ghi hình, quay ghi âm, ghi lại toàn bộ hình ảnh diễn biến của sự việc, buổi làm việc, diễn biến của buổi làm việc này, ghi nhận lời nói hình ảnh của bà Tâm, lời nói hình ảnh của chủ tịch ủy ban dân phường và các cá nhân liên quan nhá. Để đảm bảo khách quan cho chị Tâm sau này chị cần xin một bản đi trích cho chị nhá. Mỗi bên bản thì lựa mỗi bên giữ bản. Không cần thì thôi đấy, hình ảnh thì có rồi. Không bao giờ nhá. Biên bản thì đấy chị Tâm ghi vào đấy, chị Tâm bổ sung gì thì ghi vào. À không, chữ phải của ủy ban. Tại vì tôi thấy ghi thiếu nội dung tôi phải yêu cầu chứ. Đấy là ghi chốt. Cán bộ ủy ban ghi vào. Xong ghi chốt vào đấy là đây là bà Tâm bổ sung cái gì đó. Ghi vào đi. Nha. Ông Lã Quang Thức hỏi ông Hoàn, ông Dương Văn Hoàn, bí thư chi bộ tổ Hòa Bình. Ghi vào. Không phải là ý kiến bổ sung mà nội dung buổi làm việc ghi thiếu. Đấy vẫn là diễn biến hội nghị. Tôi chưa bổ sung cái gì cả đâu nhá. Cái đoạn ý nhá, ông Hoàn và ông Nguyện có thừa nhận là lúc nãy chủ tịch có hỏi không? Vậy
Có hỏi câu ý không? Ờ, à, thế tại sao bây giờ không ghi vào lại bảo là đây là bổ sung, đây là ghi thiếu chứ? Ghi thiếu chứ không phải là... Đây là ghi thiếu chứ? Đây là ghi thiếu nhá, không phải là tôi yêu cầu bổ sung đâu, chưa yêu cầu bổ sung cái gì. À, bảo cô Tâm đang ở phường bận nhá. Vâng, bây giờ tôi ý kiến là cái nội dung biên bản mà cô Thu vừa đọc lên là thiếu cái phần mà ông Lã Quang Thức hỏi ông Dương Văn Hoàn, bí thư chi bộ tổ Hòa Bình, và ông Dương Văn Nguyện, tổ trưởng tổ dân phố Hòa Bình. Bây giờ đề nghị là ghi vào chứ không phải là ý kiến của tôi. Cái khúc ý là cái khúc ghi thiếu, không phải là nó đã gọi là biên bản là phải đầy đủ. Không, tôi thấy thiếu, tôi yêu cầu ghi lót vào chứ không phải rằng là ý kiến bổ sung của tôi. Không phải ý kiến của tôi, đấy là ghi thiếu nội dung. Tôi thấy Huệ không được viết như thế nhá, tôi chưa có ý kiến yêu cầu bổ sung nhá. Yêu cầu ghi đúng trình tự nhá. Bây giờ đã để cho ghi xuống dưới rồi nhá, lúc nãy là ghi thiếu bởi vì cái khúc ấy hỏi ngay từ đầu cơ. Nha, yêu cầu ghi đúng nội dung trình tự vào. Cái đoạn mà ông Lã Quang Thức ý, hỏi ông Dương Văn Hoàn, bí thư chi bộ và ông Dương Văn Nguyện về việc tôi có thường xuyên quan tâm đến các gia đình liệt sĩ không? Không, tôi gạch đâu mà... Gạch đến đùi, tôi gạch đến đùi thôi, tôi gạch đến bản đâu mà bỏ. Cái bạch cứ bỏ xuống. Không, nhưng mà cho nó đỡ mất trật tự để cho nó... Nó cậy quyền, cậy chức là nắm chuyện. Đọc đi, đấy, ghi đi. Tức là ghi thiếu đoạn ông Lã Quang Thức. Mà phải trình tự biên bản là vì sau cái đoạn ý mới đến đoạn. Chị Tâm đề nghị là ghi đúng cái đoạn ông Lã Quang Thức nói với ông Hoàn và ông Nguyện thế thôi. Hỏi ông Hoàn, ông Nguyện. Nguyện đi. Ban nhân dân phường. Không, mà đoạn ý phải làm trước cái đoạn ban nhân dân phường. Đoạn này là phải làm trước cái đoạn chửi nhá. Ủy ban dân phường bổ sung như sau. Bổ sung như sau. Tức là ông chủ tịch ủy ban phường có hỏi ông Nguyện và ông Hoàn có việc chị Tâm quan tâm gia đình liệt sĩ như nào, thế thôi, còn không có trả lời gì đâu. Yeah. Không thì bây giờ yêu cầu ghi lại đi. Chứ ghi lộn xộn này đến lúc đọc ta hiểu được. Thời gian cái gì trước phải ghi trước, cái gì sau ghi sau. Ghi rõ ở đấy thôi rồi, bổ sung thôi, thiếu bổ sung khỏi phải ghi này. Không, thế thì phải ghi là trước đó nhá, trước đó, trước khi mà chị Tâm kể đến cái việc ở Nghĩa Trang nhá. Trước khi có việc sang ủy ban thì ông Thức đã hỏi câu này với ông Dương Văn Hoàn và ông Dương Văn Nguyện. Ok nhỉ, tức là đảng bộ phường Dương Nội quy định cả là đi quan tâm đến các gia đình liệt sĩ phải đến báo cáo bí thư chi bộ nhỉ? Không. Mới báo cáo xóm trưởng nhỉ? Chị Tâm trả lời là độc quyền lãnh đạo, đấy là việc của đảng nhà nước. Kinh tế độc tài lãnh đạo, bây giờ độc tài cả lòng biết ơn. Không ai độc tài. Độc quyền cả lòng biết ơn. Độc quyền cả lòng yêu nước, độc quyền cả lòng biết ơn. Độc tài giá xăng, độc tài giá điện chưa chán à? Chị không được xuyên tạc lợi dụng để nói những cái lời nói là mang tính chất suy diễn. Ôi giời ơi, đây nói cái gì chỉ có chuẩn. Ghi đúng vào nha Huệ nha, đừng để phải sửa lại nha. Ghi vào, và tôi có trả lời. Không phải là thích ghi nào ghi. À, nó phải đúng, à, tất cả nó nằm ở trong cái livestream này rồi. Không phải là tôi bảo phải. À. Tôi trả lời như nào bây giờ tôi phải nói để cho nó ghi lại nhá. Và việc tôi có quan tâm đến ai hay không là tùy theo khả năng và tùy theo cách của tôi. Ờ, nha, và tôi không có nghĩa vụ phải đến báo cáo bí thư chi bộ và tổ trưởng tổ dân phố. Không ghi rõ vào là không đúng đâu nha. Và căn cứ từ cái việc này để chứng minh, và khi tôi đã yêu cầu ông Lã Quang Thức nha, bỏ được ra cái quy định nào là phải có thân nhân liệt sĩ thì được mới vào thắp hương, được ở Nghĩa Trang liệt sĩ.
ông Thức đã không trưng ra được, đã thể hiện là cái việc ông Lã Quang Thức đánh cái giấy mời này với tôi là ông Thức lạm quyền. Nhá. Ông Lã Quang Thức, chủ tịch phường Dương Nội, không trưng ra được một văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cụ thể những đối tượng nào được vào nghĩa trang liệt sĩ để thắp hương. Cho nên là đánh cái giấy mời này tôi là thể hiện cái việc lạm quyền. Xong chưa? Tôi chốt lại để tôi bổ sung thì thôi. Không, đọc lên đã, chưa đủ đâu. Đừng có ghi cái kiểu để ăn bớt ăn xén. Thế chung đọc luôn. Đoạn đấy nghe, các vị nghe rồi đúng không ạ? Bây giờ đọc bổ thêm là bổ sung nhá. Là bà Nguyễn Thị Tâm lại đề nghị bổ sung vào đoạn đầu của biên bản là chủ tịch ban phường có hỏi ông Dương Văn Nguyện và ông Dương Văn Hoàn là chị Tâm quan tâm đến gia đình chính sách như thế nào. Bà Tâm trả lời nói việc quan tâm đến gia đình chính sách là trách nhiệm của Đảng, chính quyền nhà nước. Bản thân tôi quan tâm đến gia đình chính sách là quyền của tôi và theo cách của tôi. Bà tôi không phải có nghĩa vụ phải đến hỏi ông bí thư chi bộ và ông tổ trưởng tổ dân phố, ghi vào. Không có nghĩa vụ đến trình báo. Nha. Không có nghĩa vụ phải đến báo với hai ông ý. Mà bây giờ hỏi hai ông ý quản lý được tôi à? Lạm quyền thật đấy chị Lệ. Và cái việc từ chưa hết được. Cái việc nha, ý kiến của tôi tiếp tục là cái việc mà ông Lã Quang Thức không trưng ra được văn bản quy phạm pháp luật nào. Đấy, ghi bổ sung vào đấy, chỉ tâm, chỉ tự ghi được. Không, tôi phát biểu lúc nãy đây, ghi thiếu bây giờ tôi phải bắt ghi chứ. Đúng rồi. Tôi có phải là thư ký ở phường nào, thư ký ăn lương phải ghi chứ. Ông Lã Quang Thức không trưng ra được văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cụ thể với những đối tượng nào mới được đến nghĩa trang liệt sĩ thắp hương. Thôi nhé, chấm dứt với cái chữ vậy là tôi cũng không tiếp được nữa đâu. Đấy, bổ sung nốt vào đây cái ký. Đã xong đâu mà trốn. Tôi chấm dứt với cái buổi vừa xong. À, đã xong đâu mà trốn. Địt mẹ, địt cha, mất dạy. À, đấy, chủ tịch nha, chủ tịch lại vừa địt mẹ, địt cha nha. Nói vậy. Đấy. Chủ tịch vừa rịt mẹ nha. Ba con nghe rõ, chủ tịch lại vừa rịt mẹ. Chủ tịch vừa rịt mẹ rịt cha đấy nha. Rõ ràng bà con ngồi đây nghe rõ nha. Tôi rất là nhịn, chửi cả tôi. Hôm nay có chửi đâu. Hôm nay là kể lại chứ. Thôi còn đấy, ở đấy các anh chị ký, ký ông ký thôi, kết thúc chấm. Ông ký trước đi, tôi ký sau, tại sao tôi không ký? Để tôi được lấy được ạ. Mà hôm đấy nha, nói xin thưa tất cả các cơ quan chức năng rồi đại diện ban ngành này ngồi đây lúc chờ biên bản, tôi nói rõ là nếu hôm đấy chúng tôi đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ nhá, cái ngày 17 tháng 2 mà tôi thấy cánh cổng Nghĩa Trang Liệt Sĩ mà mở rồi, thì tôi còn thấy không bất công cho những liệt sĩ hy sinh trong cái cuộc chiến chống Trung Quốc nhá. Chúng tôi đến cánh cổng Nghĩa Trang Liệt Sĩ khóa, chúng tôi phải vào nhà ông quản trang để mượn chìa khóa, vào nhờ ông ra để mở cổng nhá. Thế tại sao những cái dịp 30 tháng 4, những cái dịp khác ấy, thì mở công khai Nghĩa Trang ra 27 tháng 7, tại sao ngày 17 tháng 2 không mở? Tôi đã có chủ tịch Văn Phương tuyên bố là buổi làm việc đến đây là kết thúc. Biên bản cũng đã thông qua rồi, còn đề nghị công bà ký và còn ký không quyền công bà, tôi không bắt. Và hai là buổi làm việc đã được ghi âm, ghi hình đầy đủ và kết thúc tại đây. Đây, chủ tọa đây bao giờ thì tôi tắt một cách thì phần mà. Bà ấy đường biển hơn 500 người kia, đúng biết. Được chưa? Vâng, cảm ơn công bà. Mà chủ tịch phường hỏi cái câu ý đúng là thế. Chủ tịch phường có người nhà nằm trong nghĩa trang này không nhỉ? Mà thỉnh thoảng vẫn thấy sang thắp hương. Không thì chủ tịch có quyền đấy, lại gọi là độc quyền. À, chủ tịch có quyền, độc quyền. Độc quyền cả lòng yêu nước nữa, sợ thật đấy. Độc quyền cả lòng biết ơn nữa. Mai mấy hôm nữa bắt đầu lại độc quyền cả là mẹ tao bắt thằng con này lấy thằng kia là phải lấy. Đấy là do chính quyền cho lấy mới được lấy nhỉ.
bố hai cô mấy đứa cứ tí che búng vào. Tao thấy mặt mày hơi trơ rồi. Mày cũng phải ai nhá. Ra đến cái mức mà không ai người ta thèm sờ. Bóp im mẹ đi. Ôi mày đã im rồi, đã bảo là bóp lườn rồi. Đây, nghĩ giữ thể diện nó đừng mời ra làm việc hôm nay thì lại không khai là bóp vú đâu. Biết thế ông mày khai mẹ luôn. Tao chắc nghĩ mày cùng lắm chồng mày sờ rồi. Mà ông ý kiểu mình mặc áo dép dày có khi nó sờ nó đéo cảm nhận được cái gì. Thấm bao nhiêu cân biết cái gì. Ờ. Anh bảo mà cứ ngủ ngủ ra. Vâng. Tao đang tính cả làm sao là. Nếu mà mùa hè ấy. Họ không có vú mày đâu. Hả? Chỉ vô ngực thôi. Vô ngực không có vú. Ừ. Đấy nha, nãy đi tặng hiến pháp với cả luật công chức thì nào thì công an, nào thì các an ninh đều bảo có hết nhỉ. Thế mà thế tại sao toàn vi hiến nhỉ? Từ xưa đến giờ toàn vi hiến. Nhất là cái an ninh công an coi như là cứ đến canh cổng nhà người ta. Không có lý do. Thế á? Nam không ký à? Cứ ký thoải mái đi, có gì đâu. Nam ký vào. Phần có mặt ở hội nghị không ký nhỉ? Ký đi chị mẹ. Sợ gì? Giấy mời có mặt mà đấy lại không ký. Công an phường, công an quận không có việc gì đến. Mời công an phường. Mời là công an phường, công an quận không có việc gì đến. À đấy là cũng giống mình. Ừ, giống à cũng giống chị em mình. Này là có cả đúng không? Không, giống chị em mình thôi. Hôm nay có mời nào? Hôm nay về đào hồ chôn mặt. Nhớ lưu ý kỹ, tí nữa ký phải nhớ lưu ý kỹ là cái phần cuối là nằm trong diễn tiến. Đọc lại nguyên bản đi đã. À, thế nào? Đọc lại nguyên bản đi đã. Đợi. Không, hai bản đi, viết cả hai bản. Không, quên. Bây giờ cứ cái đoạn này nhá. Theo trình tự thời gian. Ừ. Đây không thể gọi là bà Nguyễn Thị Tâm để đề nghị bổ sung đoạn đầu của biên bản. À không, thì nó ghi là đoạn đầu cũng được. Tôi ghi thế. Thế là được. Huệ, bây giờ cô ký xong rồi là cô lấy bản chính này nhá. Ờ à, thế thì ấy đi. Tức có photo thì lại phải bảo cán bộ phải ký tất. Cô lấy giữ dấu chữ ký sống cơ. Cô ký cho từng trang đi. Ờ, miệng cầm cho em để em ký giáp lai. Thì Tâm đọc lại đi đã. Ôi, đọc như thế được rồi. Ký từng trang một thì không ấy. Ký giáp lai đi xong nó đi photo xong bảo nó là bảo xếp ký trước xong cô Tâm. Các cái chỗ mà ấy không phải là phải gạch đi. Cái này chứ dòng một dòng. Xếp ký rồi. Ký đóng dấu đầy đủ vào xong cô Tâm đóng dấu đây đã, đi photo đi hai bạn. Bây giờ cô ký á? Chị đang là cô ở ký ra trang rồi, ký cho đi photo. Thế ký photo bên ủy ban cầm bản photo nhá, để cô có lấy cái kia có cả chữ ký sống cơ, cô không lấy bản chữ ký photo đâu. Cô đi theo cháu trong photo, cô ký tươi vào đây. Cô ký tươi quan trọng gì? Cô cần chữ ký tươi của chủ tịch. Không. À rồi, được rồi, đi cùng, đi dùng. Đâu cái túi đựng hiến pháp đâu nhở? Cất vào đây. Không. Thế là hôm nay làm triệu bạc tiền sách ra đây lại ế nhỉ, chia được mỗi một bộ. Hôm nay làm triệu bạc. Lưu lại nhá. Lưu video lại nhá. Hello, chào tất cả mọi người nhá. Bây giờ đi xuống để photo để ký cả hai bản, để lấy một bản chữ ký sống của chủ tịch để về ạ. Vâng. Bây giờ đang đi theo thư ký xuống để photo để tôi sẽ ký sống cả hai bản, rồi sau đó tôi sẽ cầm một bản chữ ký sống về ạ. Phải đóng dấu. Vâng, để chờ cả lấy dấu nữa ạ.
cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình và hôm nay một cái live đặc biệt. Vâng, có lúc là tôi nhìn lên màn hình là 1,4K đang theo dõi trực tiếp. Quả thực là mọi người rất là quan tâm và đã hỗ trợ ủng hộ tinh thần cho tôi. Vâng, cái buổi làm việc hôm nay đã phản ánh rõ là cái năng lực cán bộ của Ủy ban dân phường cũng như là những cái bản chất của họ, của những người cộng sản là như thế nào. Họ luôn luôn muốn chụp mũ vu khống những công dân có người đã dám nói lên sự thật. Chính vì vậy cho nên là mới có cái buổi làm việc hôm nay. Vâng, em không đứng gần công chức đâu anh Dũng ạ, và em vẫn đeo khẩu trang liền. Rồi bây giờ để chờ là photo này và đóng dấu vào cái bản, cả hai bản. Sau đó em sẽ ký một bản để em lấy một bản cả dấu đỏ và chữ ký sống về. Vâng, tôi vẫn nói rồi là tất cả những cái việc liên quan đến những cái anh chị em nào mà dám lên tiếng cho những cái sai trái trong cái xã hội này thì tất cả mọi người đều nhớ là phải chuẩn chỉnh để mà các cái buổi làm việc là phải yêu cầu lập biên bản. Đây em chờ photo đóng dấu đây. Cứ yên tâm, photo đóng dấu xong rồi em lấy. No gì. Đây mang lên chủ tịch đóng dấu đi, xong rồi để cô ký xong rồi cô mang về. Vâng, đấy nha, mọi người nhớ rằng là phải khi đi làm việc thì phải yêu cầu họ lập biên bản và mỗi bên giữ một bản. Bản nào cũng phải có dấu và chữ ký của người chủ tọa. Phải có như vậy thì để sẽ làm bằng chứng được cho những cái bước tiếp theo cho chúng ta sau này. Và nhớ là tất cả đều phải làm việc trên cái tinh thần thượng tôn luật pháp. Là hôm nay là đầu tư 1 triệu tiền sách mang ra đây tặng, nhưng mà tặng được có một bộ, Bình ạ. Ế hết nhờ. Này. Bình hôm nay là chưa kịp được nói ở vị trí người làm chứng. Không, nhưng mà vẫn phải có biên bản để nhớ sau này có những cái bước tiếp theo thì để còn phải ra tòa. Vâng, mọi người ủng hộ chúng tôi bằng cách chia sẻ rộng những cái live stream này của chúng tôi để cho mọi người biết đến trang fanpage Nông Dân TV. Vâng, chúng tôi vẫn đang đứng đây để chờ cán bộ và đóng dấu và để chúng tôi lấy biên bản xong thì sẽ ra về. Vâng. Hả? Vâng, đây để ký việc của ông chồng ông. Chắc anh có công chứng cái sổ khẩu để chứng minh ấy. Anh lấy. Vâng, đây để ký cái biên bản này xong rồi là để đóng dấu rồi đi về. Để đóng dấu đi để cô giữ một bản. Xong rồi đây à? Rồi, có cả dấu ủy ban rồi, có dấu chủ tịch kia rồi. Đi cầm ra đây, chào mọi người nhá. Vâng, tôi đã cầm trong tay biên bản làm việc. Có dấu đỏ của Ủy ban Nhân dân phường. Vâng. Đây là hôm nay là anh chị em trong đội thợ cấy đi bán rau về đây này, nguyên xi xe rau vào để ủng hộ. Đấy, để cổ vũ tinh thần, không có sợ lần trước đây, lần trước vắng người nó đánh đây, lần trước có vù đây. Đóng dấu rồi. Vâng, thôi nhá, một lần nữa xin chào.
Vâng, một lần nữa xin chào, xin cảm ơn và xin mọi người tiếp tục là xe mạnh cái live stream này vào các nhóm để cho mọi người biết đến trang fanpage Nông Dân TV. Vâng, một lần nữa xin chào, xin hẹn gặp lại ở những live stream tiếp theo.